Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung thêm một cái video dạng demo những cái món rùa chục vít. Trên video này thì Trung chỉ giới thiệu riêng cái món rùa chục vít thôi nhé anh. Còn toàn một ít cái món hàng ở nhà, cái chủng loại chục vít anh em xem tham khảo xem ứng dụng chế tài hoặc là kéo những cái công việc gì mà cần đòi hỏi cái độ độ giữ, độ trôi, độ an toàn cao thì anh em tham khảo thử nhé. Đây là có hai cái khối, ngày trước Trung cũng có lên cái video rồi, hai cái motor bộ rùa chục vít này có chân đế đầy đủ nha. Đây kích thước của nó đây nhé anh em. Hôm trước hai cái món này là hàng bãi, rất là đẹp luôn. Cốt hình như là cốt 50 đấy, chốt KVS này. Hàng này rất là đẹp, có phanh thắng phía sau. Cái kích thước quan trọng là cái kích thước của cái hộp. Nhông bánh răng nó tầm khoảng 20 hoặc là hơn một tí nha em. Bánh răng vàng đây. Hàng bãi, hai cái con màu vàng này là hàng bãi nha. Răng khá là đẹp luôn nhé anh em. Chạy bằng motor thủy lực nha. Chúng có hai con y hệt nhau. Giống hệt nhau nha, đối xứng nhau nhé anh em. Anh em nhìn này. Một con motor quay về phía trái, một con motor quay về phía phải nha. Rồi. Ở đây cái con rùa này thì bữa hơn ngày hôm trước Trung cũng có mấy ngày trước cũng Trung cũng có đăng này, rùa quay to của cái bộ cẩu đấy, cũng là dạng rùa chục vít. Bộ này còn chạy ngon lành nhá, bao gồm motor hai ống thuận nghịch này, chạy qua hộp chục vít này, ra cái bánh răng này. Anh em xem tận dụng thành cái giảm tốc thủy lực chục vít, chế tời chế giảm tốc gì đấy. Phủ bì khoảng 35 nhé, hộp nhông này. Hộp nhông kích thước là 17, cái vỏ 17 nhé. Đây là cái bộ tòi cũng của cẩu cắt ra này. Đây một cái bộ trục vít thủy lực của cẩu Yutani gì đây. Cái loại này thì nó lớn hơn, kích thước lớn hơn nữa, size lớn hơn nữa. Hộp nhông nó 30 có hơn tí nhé. Cốt ra cốt khoảng gần 60 đấy. Con này thì hàng bãi này, con này hàng dân này, hai con vàng bãi này, con này hàng dân đây, còn một bộ chục vít khổng lồ luôn. Đường kính hộp nhông của nó khoảng khoảng 38 40 gì đấy. Đây cũng chạy bằng motor thủy lực nhé, rất lớn nha nè. Anh em xem chung để so với kích thước bàn chân này. Hộp này là hộp BH nhé, vỏ sắt nhé. Cái này vỏ sắt luôn này. Anh em có thể cắt tề hàng đủ kiểu hết. Cũng ra cốt bánh răng bình thường nhé nè. Motor qua bộ giảm tốc chục vít. Còn nhiều cái món nào. Đây thì đùi thủy lực thôi. Đùi. Đùi 200, đùi 265 gì. Hôm qua có anh em đến lựa một cái con đùi của BC 60 75 gì đấy, đây còn một con nữa này. Ở trong kia thì còn còn bốn con. Ở đây còn một con chưa cắt ra khỏi cái bệ đùi luôn này. Này, bộ tòi hôm trước Trung đăng nhé, anh em xem cái bộ như thế này, giá nó cao tiền một tí. Người ta đã thiết kế sẵn rồi, Trung cũng có lên video thật là rõ ràng về cái món này rồi. Nào là bạc đạn gánh, ổ gánh này, motor này, kéo qua phanh này, qua cái bộ giảm tốc chục vít này. Đấy, giảm tốc chục vít. Hộp giảm tốc chục vít xong thì ra cốt, ra ống chỉ, kéo thôi. Đơn giản như vậy. Thêm một cái bộ khung đế thì nó thành cái tòi. Giá của nó sẽ khá là cao. Còn những cái con chục vít như thế này thì nó chỉ đơn thuần là bao gồm phần chục vít thôi, nó chưa, nó thiếu cái chi tiết ống chỉ. Nếu anh em chế tài thì nó thiếu chi tiết ống chỉ, còn anh em chế kéo xên xích kéo cái công việc gì khác thì anh em tùy biến nha.
Nói chung có mấy con như vậy. Trên kệ đây còn một cái con rùa nữa này. Chuột vít này là của Tarano, à của Unit UR30V nha anh em, hàng bãi nha. Cái con này thì ngon lành hết, chỉ trừ một cái vấn đề thôi. Bạc đạn chỗ này nó bị rơi, cái bạc đạn chỗ này nha, cần phải thay mới dùng được. Sử dụng bơm cong luôn nhé. Con này thì Trung sẽ kéo cái kích thước anh em xem này. Chắc khoảng 45 nha. Cuối cùng là 45. Cái phần hộp nhông này nó tầm khoảng 17 nha. Đấy, dưới đây còn cả một cái con chuột vít nữa nè. Con này thì motor hình như nó chết rồi, motor nó cứng rồi, chưa kiểm tra nữa, hàng bãi nha nè. Hộp nhông khoảng 23, 24 gì đấy. Cũng ra cốt bánh răng này, rùa quay to này. Còn ở đây thì còn một cái hộp nhông không, thiếu motor nha. Motor Trung bán mất rồi. Nó sử dụng một loại motor này này. Motor 4 ốc, motor sử dụng đạn bình thường thôi. Anh cốt 25. Chốt cao vết 25 gì đấy. Thì cứ anh em ứng dụng làm thành cái lắp motor bất kỳ thì nó sẽ thành một cái bộ trục vít thủy lực nha. Rồi, Trung hiện còn mấy con như vậy thôi, số lượng không còn nhiều. Anh em xem có ngay được cái công việc gì thì liên hệ nhé. Cái chủng loại rùa trục đứng này, rùa bít tông, giảm tốc hành tinh trục đứng này thì Trung còn khoảng mấy con không nhớ nữa. Tổng từ trong nhà ra ngoài sân thì nó 6-7 con gì đây. Cùng chủng loại nữa này, sau mấy con gì đấy thì Trung sẽ làm một thành một cái video riêng để anh em dễ xem nhé. Trung kết thúc video, Trung cảm ơn anh em đã xem video.